Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Baby quá. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quốc Phận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. À, rồi. Mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, hôm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diện ơi. Đà Nam có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À, mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi, dạ. Đúng không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em mới cưới. Được 7 tháng. À, có nghĩa là có em bé là mới cưới. Em bé, tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới hồi tháng 6. Ờ, Diễn và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là, đợt đó em đang thất tình. Thế rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm, chồng mới thấy thì chồng cua khẩm đâu cua có ba ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm đấy, nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có ba ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ đúng không? Lâu dữ lắm luôn á, đừng có nhầm nữa. Cái đó thì khi vợ em đang tút tâm trạng lên á thì em có nói chuyện với vợ em, mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ, vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi. Xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hổ hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi. Lại hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại là 3 ngày sau là Vĩnh. Dạ, anh còn hỏi em mà cái lần thứ ba mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Anh sợ bỏ luôn cho nên không đồng ý. Dạ. Hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó thì mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm thì giác như nào? Tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ anh đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đầu đi chạy kèm dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm. Em thề cho người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. À, đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi nghe sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm em không có mê rồi. Nghĩa là ông nói chuyện nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Đúng không? Ừ. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không ấy. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng 1 tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Trời ơi.
Diện ơi, Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè. Em ôm chồng em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ em nhìn thấy em thương quá. Em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu gọi là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ, rồi dạ. Lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà luôn làm đó. Sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Wow. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ... nó là một vạch nguyên đầu à, hai tay mới cầm phải cầm hai ống dịch nè, tới khi mà vợ em bảo tới trời ơi, tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ, rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ, bên bác sĩ cũng nói á. Là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tính là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi em mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào em thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? À, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó lại vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm cho em, với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á. Nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi, đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực, em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì... không biết tôi đừng gửi để tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Là tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự bảo ban nhau rồi qua thôi. Dạ. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà dạ, đến... sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Em sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm. Phải là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng... bây giờ thì bố mẹ vợ với em là như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình.
thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em, ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Đây. Em đứng lại bên. Đây bác. Không sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Trung, bà Trương. Rồi rồi, qua bà này. Đó, qua bà. Bà Trương, em ở bên này mẹ nè. Là bố nè. Rồi bố rồi mẹ. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Bạn thương con nè. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Dạ. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này. Thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh. Tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ. Tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á. Thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu. Thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Và mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á. Là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ. Và vợ em cũng không có một lời nào với em. Một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em á, thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi. Bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Chứ còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em nha. Cảm ơn ạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau: một siêu phẩm Smart TV Skywalk 32 inch, model 32S3A với nhiều tính năng vượt trội hữu ích như hệ điều hành Android thân thiện kết nối Internet Bluetooth, hỗ trợ thu sóng mặt đất tự động điều chỉnh độ sáng màn hình TV theo ánh sáng của môi trường bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng, giảm bức xạ, bảo vệ đôi mắt người dùng. Trị giá 4.690.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng.
của chuỗi siêu thị nội thất và trang trí UMA, chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ ba đó chính là một phần quà bánh bông lan Hurra Deli được làm từ sữa thật trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, các bạn đau lưng lại nè. Nghe kỹ câu hỏi nè. Quán cà phê lãng mạn nhất mà hai bạn từng đi là quán nào? Trời ơi, xin hỏi vợ chồng Cường uống cà phê lãng mạn đó là quán nào? Mày qua cà phê Sân Vườn, cà phê Ovi. Ủa, xin hỏi nha, Ovi là Sân Vườn? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn không chấp nhận được. Bên này chỗ nào? Mày qua xóm mới, xóm mắng. Trời ơi. Ủa vậy là sao? Trời ơi, xóm mới, xóm mắng. Tính tù xầm thôi chứ. Tù xì đi rồi. Hai cô dâu tính tù xì luôn. Mời hai cô dâu quánh tù xì. Chuẩn bị 1, 2, tù xì. Rồi xong rồi. Mời cặp vợ chồng của Diện và Dung sẽ được chọn một trong bốn màu sắc này ưu tiên. Màu đỏ hay màu gì? Màu hồng. Màu hồng rồi. Rồi mai cho em rồi. Thôi thôi chị màu vàng là thôi, tôi màu xanh. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Mời quý vị khán giả đếm nào. 1, 2, 3. Đếm nào. 1, 2, 3. Quay. Vợ chồng em cũng qua nghe được câu chuyện của vợ chồng bên kia. Thì vợ chồng em muốn nhường cái phần quà vợ chồng em lại. Hay quá. Đúng không? Cái quả nồi này mà thay mặt cho sự là muốn có con á, mà anh chị đang muốn có được đó con, thì vợ chồng em đổi. Rồi bây giờ mời quý vị trao đổi vị trí. Các bạn đổi chỗ nào. Cái này nè. Như vậy là quá vui không phải không thưa quý vị? Chúc mừng cho hai cặp vợ chồng ngày hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son, đã có được những phút giây rất là tuyệt vời và có những phần quà cũng rất là tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, như vậy thì khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này, chúng ta sẽ có hai phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Trước tiên đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá là 2 triệu đồng. Và món quà tiếp theo nữa đó chính là một phần quà là bánh bông lan Hurra Deli của công ty cổ phần BBK. Tuy nhiên chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi đó như sau: cặp vợ chồng thứ hai gặp nhau lần đầu tiên khi nào? A, nhân dịp về quê. B, nhân dịp Tết. C, cả hai câu trên đều đúng. À, còn gì nữa không? Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Wow, cái câu đó khó lắm á nghe. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau hàng tuần vào tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 trong chương trình Vợ Chồng Son. Và Quốc Thuận, xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hình tượng anh trong đầu rất là soái ca và lạnh lùng, thì lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Đi về em nghĩ là em cảm giác như chắc là em bị gài kèo hay sao ấy. Xin thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Chào hai chị. Rồi, hai em giới thiệu về mình. Em là Cường. Hiện tại em sinh năm 91, đang kinh doanh. Còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thái Thiên Kim, năm nay em 23 tuổi. Và em đang là giáo viên tiểu học. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Và tình yêu của các em nảy nở ra sao? Thì em với anh Cường gặp nhau là trên BTOK. Và thực sự thì qua chương trình này em cũng xin lỗi gia đình hai bên, vì em đã giấu gia đình hai bên
quá lâu về chuyện này. Vì khi bố mẹ của anh, bố mẹ của em hỏi, em đều nói là chúng em quen nhau vì hai trường giao lưu văn hóa. Không sao đâu. Dạ vâng. Thì hai chúng em quen nhau trên BTalk, là cái chương trình mà mạng xã hội, là khi mà người ta cùng thích hình ảnh đại diện của nhau thì sẽ kết bạn với nhau. Thì em cùng thích ảnh anh này, nhưng mà không phải một mình anh này mà rất là nhiều anh. Tuy nhiên thì chỉ có một mình anh này là em cảm thấy là khi nói chuyện là em mê nhất. Thế gọi là khi nói chuyện là em đắm đuối luôn á. Mặc dù là lúc đó là em vừa chia tay người yêu xong, mà rất là đau khổ, gần như là đang trong trạng thái là trầm cảm luôn. Thì nhưng mà khi nói chuyện với anh này thì lại mê, mê khủng khiếp. Sau đó khoảng vài tuần thì anh nhắn chủ động cho em, nói là bây giờ anh đang rảnh, kêu em qua bên shop của anh chơi. Thì lúc em qua shop của anh chơi, em cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, em nửa muốn đi nửa muốn không. Thì em sau một hồi đấu tranh thì em quyết định là em đi. Thì em tưởng tượng cái người đó là sao trong tưởng tượng của em? Trong tưởng tượng của em, hình tượng anh trong đầu rất là soái ca. Dạ, soái ca và lạnh lùng. Nhưng mà khi gặp rồi thì sao? Thì lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Ủa là sao? Lúc đó em thấy anh, điều đầu tiên em muốn là dòng xe đi về. Nó trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà em tưởng tượng ra, kể cả trái ngược hẳn với cái người mà đang nhắn tin với em trên mạng. Trái ngược hẳn luôn. Một người vừa ốm vừa lùn, nó lại nhiều râu nữa. Em sợ lắm, em sợ những người nhiều râu lắm. Trời ơi, em có tổn thương không? Chứ anh là thương tổn mà đó. Em sao em? Đi qua shop em thì đi bằng gì? Đi bằng xe xe máy. Đi qua shop thì đi trên một cái xe quay, quay mà quay độ. Quay độ. Trời ơi. Em rất là ghét xe độ. Đi qua đi quay độ, bỏ hai cái yếm ở hai bên. Mà xe rất là bốc. Máy nổ ầm. Vợ em lúc đấy cũng rất là cá tính. Tóc thì nhuộm highlight. Tóc xoăn mì tôm nhuộm highlight. Nửa dưới là màu hồng. Rất là rực. Lúc đấy hình như mới dùng kem trộn đúng không? Kem trộn hot girl trắng bóc à. Nhưng mà em có thích liền không? Em có thích vợ em không? Dưới thì em nhìn thì em kết liền. Có nghĩa là cảm xúc của em vợ em khác nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Trái ngược hoàn toàn. Dạ, sụp đổ. Còn chồng thì là quá thích đúng không? Thì đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, cái lần chốt hạ để yêu nhau đó là lần hạ gặp thứ ba. Nhưng mà lý do gì mà em chuyển từ ghét mà em chuyển sang yêu được? Dạ, tại vì lúc đó là cái chuyện cũ của em á, là những cái khúc mắc trong lòng em đã gỡ được rồi. Em cũng đã quên rồi. Và với lại lúc đó em đã bắt đầu em mở lòng ra. Chính xác là em đưa anh đi xem phim. Thì chuyện xong suốt ra. Dạ thì cái khoảng cách khi ngồi xem phim nó gần. Nó gần quá mà. Thì đó, chắc ngồi gần nhau nên điện nó mới chạy được. Anh cứ cố tình áp sát mặt em. Dạ bộ hỏi đúng không? Dạ, rồi đút bắp đút bỏng ngô cho em ăn đó. Rồi còn cái gì nữa không? Trong lúc đấy từ cho em xin cái khúc này xíu. Lúc đấy là em, bây giờ em nghĩ là em cảm giác như chắc là em bị gài kèo hay sao ấy. Em cầm cái hộp bắp ở bên này và em ngồi bên này. Em cầm một bắp chính xác là như thế này luôn. Và em ngồi ở bên, em cầm bắp bốc đưa lên. Và em ngồi như con cá ở bên đớp mồi vậy. Đưa ra đớp. Em cứ ngồi. Trong đời lúc đấy là chưa bao giờ em thấy một cái người nào ăn bắp răng bơ với cái tần suất là nhanh đến như vậy. Kinh khủng. Liên tục. Cuối cùng hết luôn nguyên cái lon bắp không? Dạ hết, em ăn được có vài miếng à. Còn có điều gì ở vợ em có một sự đặc biệt gì đó mà em phải quyết lấy bằng được? Có một lần lúc em mới mở cái cửa hàng mới thì em có bị móc ví. Có một người ta giả làm khách, người ta móc ví. Thì trong ví lúc đấy em có 20 triệu. 20 triệu với em lúc đó là tất cả gia tài, những gì còn lại của mình. Trời, lúc đấy em đang sinh viên thôi. Thì vợ em là cái người mà thứ nhất ở với gia đình, và chi tiêu thì vợ em cũng không phải là người có nhiều tiền. Lúc đó cũng sinh viên thôi. Sau khi em bị mất ví, em có nhắn tin vợ em. Thì một lúc sau vợ em đến, vợ em đưa cho em 200. Thì cái đó em giật mình. Em bảo là sao mà vợ em có tiền. Thì vợ em cũng đưa 200, bảo là cầm tiền trong cái khoảng thời gian khó khăn thì cầm tiền lo tạm. Thật sự thì cái giá trị lúc đó nó... ống heo hả? Dạ không, em đi mượn người yêu cũ. Trời ơi. Thấy
chưa? Tôi mà không moi cái này ra là sao mà biết được cái chi tiết đây? Trời ơi, mà nó bạn bạn trai em cao quý. Dạ vâng. Em hoang mang lắm, tự nhiên em hiểu sao mà ổng mất bí mà em giống như là em cảm giác như là tận thế tới nơi rồi. Em không biết cách nào phải để phụ ổng được hết. Chỉ còn trong đầu em chỉ nảy ra được cái cách đó là duy nhất là có thể giúp. Thì bởi vì lúc mình hoạn nạn á, dạ, mình mới biết được là ai là cái người mà gọi là bên cạnh mình chân thành nhất. Nhưng mà hôm nay thì chắc các bạn ấy biết. Dạ chắc giờ chắc nó biết. Thôi bạn chương trình cảm ơn bạn. Rồi. Các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 9 tháng. Nhưng mà em có con chưa? Dạ chưa ạ. Em đang lên để nhờ anh Bin chúc em ạ. Lên tay quá Bin, em quá rồi. Tiếng lành đồn xa, tiếng quá lành đồn xa. Rồi 9 tháng ở chung với nhau thấy có điểm gì khác không? Ở bạn đời của mình ai có tật xấu gì xì ra không? Để cho vợ em kể trước, phần hay thì em kể sau. Chồng em có một cái đó là giờ dây thun. Mà dây thun mà ngâm dầu hôi á, chứ không phải là dây thun. Nó giãn ra đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nó còn nhão nữa. Dạ đúng rồi, nó nhão luôn á. Ngâm dầu hôi nữa. Dạ. Rồi. Lúc đầu thì em giận hoài à. Nhưng đến một lần em phát hiện là ảnh đang ngồi chơi với em. Ảnh hẹn đối tác của ảnh là như là mấy giờ là ảnh đến. Nhưng đối tác đến rồi, ảnh vẫn ngồi chơi với em. Mặc dù em ra sức hối thúc, ảnh cứ thôi cho người ta đợi chút có sao đâu. Đó, nên em hiểu rồi, người này là trong máu rồi. Chứ không phải là vì không tôn trọng mình nên thôi. Nên em tìm cách em thích nghi. Thứ hai là rất là khó tính. Những em nhân viên của chồng em là đều nói: chị My, sao chị My hay vậy? Chị My ở với ổng được hay quá vậy? Rồi, khó tính lắm. Dạ, khó tính lắm. Cái cuối cùng là hay ăn hiếp em. Anh hiếp em là như thế nào? Anh hiếp đánh lộn tay đôi. Dạ không, dạ không. Dạ không. Mạt sát, đánh lộn. Dạ không, hai vợ chồng em rất là văn minh. Kể cả gây lộn cũng vậy, không bao giờ nói nặng nhau. Nhưng có điều là ảnh hay giống như là ảnh cứ... Anh là người lớn và anh dạy lại cho con nít vậy đó. Nên em lúc này em cũng có cái mặc cảm là em bị ăn hiếp. Đó là như vậy. Là... Ủa là hai đứa ở riêng hay là...? Dạ ở riêng. Là lúc đó em chưa kiếm được việc làm, hai tháng đầu là chưa kiếm được việc làm. Là hầu như là chỉ trong cái tiền đi làm thêm ít ỏi với lại tiền của ảnh thôi. Thì em cảm thấy stress lắm. Suốt ngày có gì đâu mà tại sao cứ phải bù đầu cơm nước. Cái gì đâu mà mới nấu cơm bữa sáng xong quay lại lại chưa làm, chưa có chơi được gì hết là tới cơm trưa rồi. Thì em stress cái thay đổi cuộc sống hôn nhân như vậy thôi. Vậy thôi thì... Dạ. Bây giờ tới bạn đó, bạn Cường. Người anh, người chồng, người thầy nữa. Sau khi cưới thì vợ em có một vài tật xấu. Rất là hay ngoáy mũi. Chết, tôi chết, sao lại nói chị? Cái đó là tật rồi chứ không phải là... Dạ, tại vì... Không? Tại vì chứ lúc quen là em giấu kỹ lắm. Em, tất cả mọi thứ em đều cho anh biết về em, trừ chuyện đó ra. Em giấu cho đến khi mà đã ở chung nhà rồi, không lẽ mình cứ nhịn hoài. Đâu có chịu nổi đâu, thôi lòi ra luôn. Vậy giờ còn không em? Dạ, sao bỏ được anh? Rồi. Cái ghiền đó không? Dễ thương vậy. Và tật xấu gì nữa? Nói xấu gì đặc biệt, có nó lạ lạ. Còn cái nữa là em mỗi lần mà ăn cái gì xong hay là uống một cái gì đó xong thì thay vì người ta phải rửa mồm, rửa miệng rồi bắt đầu mới lăn lên giường chẳng hạn. Thì vợ em tìm cách lăn vào người chồng. Giờ vẫn chưa hiểu lắm. Em thì trước giờ không có bị hôi nách. Nhưng mà hiện tại thì nguy cơ là em sắp có. Trời ơi! Lần đầu tiên mà tôi nghe có một người coi như là xác định rằng là tôi có nguy cơ bị hôi nách. Lý do là sao vậy? Ví dụ như là có ai đó mà ăn bún đậu mắm tôm mà chưa rửa miệng rồi. Dạ. Mà cái đó mà bố em hay xà vào người em để lau miệng lắm. Trời đất ơi. Tức là lấy chồng làm cái nồi dẻ để lau miệng. Dạ. Mà cái nồi dẻ của ông chỗ cái khu vực nó kỳ lắm à. Dạ dạ. Cái chỗ nào mà nó giống cái nồi dẻ nhất ấy ạ? Nó giống như cỏ nồi ấy ạ. Dạ. Đó là hai cái sở thích rồi. Tức là dị của vợ em. Em có đó là cái niềm vui của em. Là em không biết sao nhưng mà thật sự em phát hiện là từ nhất là sau khi cưới nữa là trên người chồng em có một cái mùi em ghiền lắm. Nó rất là thơm mà em đâu biết là em dụi từ từ nó vô khu vực đó đâu. Em đâu có từng... Tức là chỉ lâu miệng. Quả hương. Trời ơi.
đây nè, chỉ lau miệng từ đây tới đây rồi chị cứ dúi 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 vô. Lên đây cái ghiền luôn. Ừ. Em ơi, ngồi nói chuyện nghe mà tôi đứng rồi nó chỉ với hàm hương luôn rồi. Chúc cho vợ chồng của Cường trong năm nay, năm Mậu Tuất sẽ có một cái tin vui, sẽ có một em bé một con xuất hiện trong gia đình. Nha. Trai gái gì cũng xinh xắn, đáng cảm yêu, mạnh khỏe và xinh đẹp như hai vợ chồng. Đấy, rồi, chúc cho em nha. Vui chưa? Dạ. Rồi. Của lời hỏi là bạn gái em á, thì ngày đầu bạn không chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em thì hỏi một lần và em đồng ý luôn. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Baby quá. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quốc Phận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. À, rồi. Mời vợ của Diễn. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, hôm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi. Đang có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À, mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi đúng dạ, không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em mới cưới. Được 7 tháng. À, có nghĩa là có em bé là mới cưới. Em bé, tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới hồi tháng 6. Diễn dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Thế rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm, chồng mới thấy thì chồng cua cỡm đâu cua có 3 ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm đấy, nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy, cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ được. Cua lâu dữ lắm rồi, mới nhầm nữa. Cái đó thì khi vợ em đang tút tâm trạng này đó, thì em có nói chuyện với vợ. Em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không có chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ, vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi. Xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý à. Có phải là do hỏi hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, không phải. Có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi à? Dạ, hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại dạ. Là 3 ngày sau là Vĩnh. Dạ, anh còn hỏi em ở cái lần thứ 3 mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Em sợ bỏ luôn cho nên không đồng ý. Dạ. Hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó. Thì Vĩnh mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm giác của tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ dạ. Anh đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đầu đi chạy kèm dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm. Em thề cho người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. Đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi nghe sau đó là nó không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm em không có mê rồi. Nghĩa là ổng nói chuyện nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Đúng không? Ừ. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không? Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội.
bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao, chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi, thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ôi Diện ơi Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè, em ôm chồng khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá, em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu bảo là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ, rồi lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị ạ. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà luôn làm đó. Sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó là một vạch nguyên đầu ạ. Hai tay em có cầm phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà em bảo tới... Trời ơi! Tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Cho tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống, em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm, nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế là em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á, là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tỉnh là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau, hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? À, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm cho em, với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Là hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi, đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực, em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì... không biết tôi đừng gửi là tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Trời ơi. Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự bảo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà dạ, đến sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Em sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra, ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm.
là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con, không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình là bố là mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng... Bây giờ thì bố mẹ vợ với em như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em, ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói với mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Thì em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ừ. Ôi trời ơi. Đây bác. Ông sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? Thương 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 bà thương. Rồi rồi, qua bà này. Đó, qua bà. Ôi bà thương, bà thương. Bà thương, bà thương em. Bên là mẹ nè. Là bố nè. Rồi bố rồi mẹ. Bố nè. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con nè. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Ừ. Thực sự á, chị thấy câu chuyện của tụi em á, phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây á, xúc động khủng khiếp. Ừ. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau á, nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai. Ừ. Quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa đó, nhưng mà cuối cùng á, thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này, thành ra là mọi người rất là mừng. Ừ. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh, tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ, tự nhiên mọi người hạnh phúc giùm cho tụi em luôn á, thực sự là như vậy đó. Thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu, thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Và à, mong rằng là năm tới bà về, bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Ừ. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Ừ. À, thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo, rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á, là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ, và vợ em cũng không có một lời nào với em, một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi, bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. À, cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Chứ còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, nó hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu.
Thôi anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ em nha. Cảm ơn ạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau: một siêu phẩm Smart TV Skywalk 32 inch model 32S3A với nhiều tính năng vượt trội hữu ích như hệ điều hành Android thân thiện kết nối Internet Bluetooth, hỗ trợ thu sóng mặt đất tự động điều chỉnh độ sáng màn hình TV theo ánh sáng của môi trường bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng, giảm bức xạ, bảo vệ đôi mắt người dùng. Trị giá 4.690.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng của chuỗi siêu thị nội thất và trang trí UMA, chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ ba đó chính là một phần quà bánh bông lan Hura Deli được làm từ sữa thật trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nè. Đâu lưng lại nha. Nghe kỹ câu hỏi nè. Quán cà phê lãng mạn nhất mà hai bạn từng đi là quán nào? Trời ơi, xin hỏi vợ chồng Cường uống cà phê lãng mạn đó là quán nào? Mày qua cà phê Sân Vườn, cà phê OV. Ủa, xin hỏi nha, OV là Sân Vườn? Dạ đúng rồi, nhưng mà vẫn không chấp nhận được. Bên này chỗ nào? Mày qua xóm mới, xóm mắng. Trời ơi, ủa vậy là sao? Trời ơi, xóm mới xóm mắng. Thường tính tu xăm thôi chứ tu xì đi rồi. Hai cô dâu tính tu xì luôn. Mời hai cô dâu quánh tu xì. Chuẩn bị 1, 2 tu xì. Rồi xong rồi. Mời cặp vợ chồng của Diện và Dung sẽ được chọn một trong bốn màu sắc này ưu tiên. Màu đỏ, màu đỏ. Màu gì? Màu hồng. Màu hồng rồi. Rồi mai cho em rồi. Rồi, rồi bắt rồi. Thôi chị màu vàng. Thôi tôi màu xanh. Hưng và chị Vân sẽ mở trước nha. Mời quý vị khán giả đếm nào. 1, 2, 3. Trời ơi. Đếm nào. 1, 2, 3. Quay. Vợ chồng em cũng qua nghe được câu chuyện của vợ chồng bên kia. Thì vợ chồng em muốn nhường cái phần quà vợ chồng em lại. Hay quá. Được không? Cái quả nồi này mà thay mặt cho sự là muốn có con đó. Mà anh chị đang muốn có được đó con thì vợ chồng em đổi. Rồi bây giờ mời quý vị trao đổi vị trí. Các bạn đổi chỗ nào. Như vậy là quá vui không phải không thưa quý vị. Chúc mừng cho hai cặp vợ chồng ngày hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son. Đã có được những phút giây rất là tuyệt vời và có những phần quà cũng rất là tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, như vậy thì khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này, chúng ta sẽ có hai phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Trước tiên đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá là 2 triệu đồng. Và món quà tiếp theo nữa đó chính là một phần quà là bánh bông lan Hura Deli của công ty cổ phần BBK. Tuy nhiên chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi đó như sau: cặp vợ chồng thứ hai gặp nhau lần đầu tiên khi nào? A. Nhân dịp về quê. B. Nhân dịp Tết. C. Cả hai câu trên đều đúng. Còn gì nữa không? Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Wow, cái câu đó khó lắm đó nghe. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau hàng tuần vào tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 trong chương trình Vợ Chồng Son.
và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em cũng biết ảnh là có bạn gái, thấy vậy nên cũng hơi thụt lùi. Ừ, anh có bạn gái rồi thôi, bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em Trần Ngọc Quốc Bình, xin chào chị Hồng Vân, anh Phúc Thận với tất cả khán giả. Bao nhiêu tuổi này? Em 31 tuổi. 31. Em đang công việc em làm gì? Em đang kinh doanh buôn bán bánh ở nhà vậy. Dạ. Bán bánh hả? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Thanh Tâm, năm nay em 27 tuổi. Em bán bánh online. Nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng ở Vincom. Rồi bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh. Dạ không, em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì gặp ảnh. Ảnh bán vé xe bus. À, chuyện tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus. Dạ. Đúng không? Như thế nào, kể chi tiết cho em nghe. 9 năm về trước là em gặp bà xã em đi xe buýt. Thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương. Cực kỳ dễ thương, hồn nhiên lắm anh. Các em lấy hết can đảm mời bà xã em lên ghế đầu ngồi. Ghế đặc biệt ngồi. Thì mình cũng như kia ra lăng rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ. Thì... em có thể kể dạ. Dạ chắc tại anh rung. Anh rung quá đúng không? Cho dạ. Nhầm bóng tay nào. Dạ tại vì hai vợ chồng em đi rồi gặp nhiều lần trong vòng 2 tháng đó. Rồi em đi làm tối về cái ảnh cũng mua sữa, mua nước, bánh trái cho em ăn. Ảnh nói là em ốm quá đi. Xong cái cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi mình con gái mình cũng thích. Rồi sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái. Xong cái em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi. Thời gian đó là mẹ nói thôi nhà mình có xe máy rồi, mẹ tập cho con đi. Rồi em đi xe máy luôn rồi mất liên lạc. Mất số liên lạc. Mất liên lạc luôn. Mất dạ. Mất bao nhiêu lâu thì mới nối lại được? 3 năm. 3 năm. Dạ. Nó nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm. 9. Rồi mấy tháng trời là 2 tháng hả? Hay đi xe buýt chung với nhau? Dạ đi xe buýt trong vòng 2 tháng. Mất, là mất liên lạc nhau 3 năm. Dạ. Cơ duyên nào mà tụi em gặp lại? Dạ. Tái ngộ đó. Dạ 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa. Là ảnh mới chuyển sang làm mấy cái quảng cáo bên Passion. Rồi ảnh mới gặp em. Gặp lại cái em, ủa sao anh này quen quá. Cái mới quay đầu lại mới, ủa anh Bình phải không? Cái nó ờ anh Bình. Cái xong hai đứa bắt chuyện nói rồi xong cái xin số điện thoại. Rồi hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại. À, nhưng mà cái khoảng thời gian mà 3 năm trước đó, là em có bạn gái rồi cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao? Cái lúc mà em gặp lại bà xã em á là lúc đó em vẫn còn quen người kia. Thì đó. Dạ. Xong rồi nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng sét á tình hay là sao á. Thôi. Tại vì đẹp hơn lúc 3 năm trước đó. Chắc có thể là vậy. Cái xong rồi bồ của em lúc đó thì có đi về Hà Nội một tuần. Thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi, nói chuyện như bạn bè thôi. Nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã. Em làm theo con tim mình. Chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà xã em hơn. 7 ngày. 7 ngày hả? 7 ngày đợi mong thôi hả? À, em biết không? Dạ em có nói thôi, bây giờ anh có bạn gái rồi thôi, bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Cái xong ảnh mới nói á bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa. Mà em cũng nghĩ là nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi mình cũng mở lòng. Tại vì em nghĩ cái đó là cái duyên á. Tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được chồng mình. Thôi bây giờ coi như 3 năm trước bỏ đi, bắt đầu dạ. Tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại. Dạ. Gặp lại. Cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ. Đúng không nè? Đó dạ. Yêu, tình yêu suôn sẻ không? Hay là gặp gần sóng gió? Dạ có, là cái vấn đề gần cưới á. Là anh thì muốn đám cưới là gộp chung, tại vì anh thì không có bạn bè nhiều. Rồi nên á hả, ảnh muốn gộp chung với nhau. Rồi cái em á thì ba mẹ bên em thì muốn đãi riêng.
mà một người thì ở quận 6, một người ở quận Gò Vấp nên rất là xa. Nếu mà khách đi như vậy người ta không có đi được. Rồi nên hai bên cự với nhau thôi, là em giữa em với chồng em thôi. Gây quá trời luôn. Rồi xong cái em nói thôi, nếu mà vậy không được thì thôi khỏi cưới. Cái anh cũng không có chịu nhắn tin cho em luôn, cũng im luôn một thời gian á. Cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi. Rồi gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình không có đến được với nhau vậy đâu có được. Anh Bình anh mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi. Là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng. Thì thôi là cũng vui vẻ rồi. Dạ. Hết hồn à. Bây giờ sức bước của tưởng là không không được nữa. Như em kể mà nó mắt lóng lánh là cái giọng nói đó tôi sợ nó có cái gì đó. Nó khúc mắc xảy ra nữa nhưng mà cuối cùng thôi. Thôi vui quá rồi, vui quá rồi. Không bao giờ kể cái chuyện bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em? 3 năm. Thì có tật xấu. Bình kể đi, cho Bình kể đi. Nãy giờ Bình cứ thổn thức muốn nói một điều gì đó. Tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề. Có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh bà là ông xã không? Là có nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á, bà cũng lòi bánh ra làm những cái bánh mới làm riết. Em yêu nghề quá. Em tự học, em tự sáng tác luôn đúng không? Dạ, giống như em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. Tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán. Rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm, cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh. Cứ như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi. Có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không? Dạ có. Cũng có. Thường bên nào mà bắt đầu cuộc khẩu chiến? Dạ em bực đúng không? Dạ thường là em sẽ người đi rước con về. Rồi xong rồi mình lo con này nọ xong hai người chồng cũng xích mích nhau giống như là con rồi bỏ không có ai coi hết. Có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng mà còn tật xấu gì nữa không? Có cái chơi hơi lố. Không chịu có nghĩa lắm. Là em thì là sợ đường mà bả chơi á bỏ quăng đường vô người em. Đường gì? Đường cát đúng không? Đường đúng rồi, đường cát. Quăng là bánh đó cơ. Quăng vậy hả? Bả thử coi em có sợ đường không, mà từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường. Đó, bả chơi một cái luôn. Coi như lúc đó là cơn em lên hết rồi nó dạ bị đứt đúng không? Em chỉ cần lấy đường cát chét vô người ảnh là trời ảnh ổng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á. Em có bất ngờ về cái điều đó không? Dạ em hết hồn, rất là bất ngờ luôn. Tại vì ảnh hồi đó anh cũng nói là tôi sợ đường. Nhưng mà em không nghĩ là sợ đường. Sợ là... đến cái mức như vậy. Rồi dạ, bị quăng chuột quăng dán vô người á phải không? Đời nó khổ vậy đó. Ghét cô nào trời cho cô đó, ghét đường bởi vì lấy bà vợ làm bánh. Hay quá hả? Mà tức là bây giờ em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không? Giống như là mình sợ nó rít. À, rít là mình sợ cái đó. Cơ thể em giống như bị dị ứng với đường hay sao là nó nổi đỏ hết sợ, người luôn. Sợ. Ồ, ngủ quá. Rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi. Tôi cũng vậy đó. Tôi một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi. Thiệt luôn á. Trời ơi. Rồi rồi chị hỏi nhỏ xíu. Vợ em á mà làm bánh xong á rồi không chịu tắm rồi đi ngủ luôn. Rồi đêm mà nó khều móc em dám không? Dạ không. Không luôn. Vậy luôn á hả? Tức là sợ tới mức như vậy luôn á hả? Trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính được thì sao? Vậy là giờ em phải vô đi tắm. Đang quen á là thời điểm đó em còn đang học làm bánh. Mà hả ảnh á lúc đó là hẹn đi uống nước, uống cà phê. Cái ảnh cũng hôn mình, hôn tóc, hôn mặt. Cái anh nói trời cái người bà hơm mùi bơm mùi bột quá. Mà giờ sao anh cưới em đã đợi anh nói em mùi đường không anh sợ. Thì á em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không? Dạ cũng có mà ít lắm, mà thường ảnh không à, em không có hèm. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc hết. Chắc chưa? Chắc. Để tôi khui bên này nè đó. Dạ. Còn anh ấy như thế nào? Anh ấy thì nói chung là tốt lắm nhưng mà chỉ có cái là mê game. Mê cực kỳ. Game đánh trận nữa hả? Dạ ảnh có thể chơi 3-4 máy luôn á. Trời ơi. Có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau? Dạ có.
Nhiều khi hả, một mình em lo không có kẻ sể mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á. Còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi, anh làm đó đó đi, cái là ảnh làm đó đó đó. Có chừng xong thôi, ảnh nói ờ em còn thiếu cái gì nữa không, em còn cần anh giúp gì không. Là ảnh không có cái nhu cầu đó, là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm chơi game thôi. Dạ, ảnh chỉ có cái tật xấu. Rồi giờ hỏi ngược mình xíu nữa nè. Mỗi lần cãi vã nhau ai là người kèo trên? Chắc giờ em là người kèo trên. Có cái nào quay nóng tính của em quăng đồ ở khỏi nhà không? Có hồi đó thì ở bên nhà em á thì có đòi đi về nhà vợ. Là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết vụ đó rồi. Là coi như đâu có đòi về nhà vợ được. Nhưng có nào đuổi em ra khỏi. Có khi nào đuổi em khỏi nhà không? Đuổi em về nhà chồng không? Có. Cái gì? Có kìa. Đâu kể chi tiết coi. Cũng mới đây gây lộn cái vụ chơi game hả? Cũng mình kinh doanh dạo này giống như là nó hơi chậm bill. Cái em nói là bây giờ á, suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả, cứ vậy hoài à. Ảnh cứ từ từ, cái trong thời gian là không có bill là ảnh lại chơi game. Rồi cái mỗi lần thấy chồng chơi game là bực. Mặc dù là không có việc, khách cũng không có đặt bánh, đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu. Mà mỗi lần thấy ảnh cầm game lên là khó chịu. Dạ khó chịu. Tại em không thích, không thích anh ấy chơi game. Dạ. Rồi ông bán chừng lại đó. Dạ. Thì vợ chồng chắc có lẽ là cãi vã nha. Dạ, chắc có đỉnh điểm đúng không? Đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn. Nhiều khi em nói nặng quá, bản thân ảnh nói á, ảnh về đây là vì em. Ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu, mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh. Rồi cái thế là đùng bỏ đi. Xong cái sau này mà huề rồi em nói trời, tôi đàn bạn gái hả, gây lộn á, bỏ về nhà vợ. Còn ông trời, ông trai mà ông bỏ về nhà chồng. Bỏ về nhà chồng. Anh vậy rồi, đó. Rồi, có cái chuyện đó như nhiều lần không bệnh? Có cái vụ đó là em với vợ em giống như là hơi làm lố quá. Là cũng chả về. Giờ tôi chở bà về, tôi lấy giấy kết hôn. Bà này cũng theo về luôn. Về tới nhà cái cũng leo lên lấy giấy kết hôn rồi về lại. Nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á, hai người thủ thỉ rồi về tới nhà quẹo lại. Nó vô đi trong cái quẹo lại. Dạ. Cũng quề. Vì nhà chồng. Em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dành thời gian cho con với chồng. Với bớt lãng mạn. Bớt lãng mạn hả? Có nghĩa là em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy. Cái bà coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông chàng cái tay á để họ cúi xuống thì em cũng đâu biết đâu, kêu nắm tay cái bà vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của giống như cầu thủ đá banh á, người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn. Thế là khóc suốt mướt luôn, nó em hết yêu em rồi. Lúc đó em cũng không hiểu gì nữa. Thế là chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó mình mới hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn. Cái clip đó sao đó em làm lại gì coi thử thôi chứ chị cũng chưa coi. Thì có cái clip nó kỳ vậy. Em coi chưa? Em coi chưa? Chưa. Chưa luôn á. Mà bây giờ mình làm ở nhà đâu hay, làm ở đây là mới là hay nè. Làm lại cái lãng xẹt là cái thiệt. Cái thiệt. Cái lãng xẹt đó chứ, cái lãng xẹt á. Cái lãng xẹt nó kỳ lắm chị ơi. Đó. Đâu đứng lên làm thử đi. Nó không sao đâu. Về tôi làm cho vợ tôi coi. Rồi, ông chui vô đi. Ủa? Vợ chui vô. Rồi bây giờ chúng ta làm lại cái lãng xẹt. Rồi, còn cái lãng xẹt thì sao? Cái lãng xẹt, bữa lãng xẹt sao? Chui vô. Anh hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thúm là cái đầu vô ở đây nè. Hiểu rồi, cái lòng hết hồn quá. Đạt hết hồn á. Dạ, hết hồn, dễ thương. Mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không? Dạ không, không hề. Mà hôm nay mới làm đúng không? Hôm nay mới làm đúng không? Đó, hôm nay làm rồi. Và hy vọng là về nhà tối nay làm nữa. Mỗi ngày làm cái. Đó, làm vậy. Rồi, còn em mong muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ, thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại. Giảm game đúng không? Dạ, giảm game là vậy thôi. Bây giờ chị nói nè. Vợ chồng tụi em á, nó có một cái vấn đề như thế này. Hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Thì em cứ hình dung đi, nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ, những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc. Và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của vợ mình với yeah. mình hoặc ngược lại. Yeah. Đúng không? Thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Yeah. Cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương, rồi mặc cảm, rồi tự ái, rồi buồn, rồi chạnh lòng nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em. Yeah. Em hình dung không? Làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được, đúng không? Con thì còn nhỏ, con mấy tuổi?
2 tuổi. Đó, con mới có 2 tuổi thôi. Thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi, đúng không? Thì anh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa. Đúng không? Còn em á thì tại vì sao em đang sống ở nhà em chứ em không có được cái cảm xúc đó. Tức là vì em đầy đủ quá. Tại vì từ trước giờ mình sống cái nơi mình lớn lên là như vậy rồi. Thì mình không thấy có cái sự thay đổi. Nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Em luôn luôn là một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là ờ, đây là nhà của mình, đây là cái tổ ấm của mình thực sự, đúng không nè? Chứ còn em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường đó là chồng em đã sợ đường muốn chết rồi. Ôm cái hũ đường, ôm cái bánh rồi chồng biết làm gì giờ? Chơi game thôi. Chơi game để mà mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc. Nó rõ ràng là như vậy. Mà đã dạy vợ lại, chị cảm nhận là như vậy nè. Chính vì em không hiểu được điều đó nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư. Là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương. Thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè. Đúng không? Dạ. Nhưng cái điều mà chị nói ở đây, cái người đầu dây mối nhợ phải là em. Bởi vì sao? Vì anh đang ở nhà em. Còn nếu ngược lại em ở nhà ảnh thì cái trách nhiệm đó là anh phải làm. Nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó. Xóa tan đi tất cả những cái đơn độc. Đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình nha. Thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh nha. Ôm ảnh nhiều hơn đi, đừng có ôm cái bánh nữa. Đúng không? Rồi hai chồng ôm đứa con đi, coi như ba ngọn nến lung linh nè. Đó dành thời gian ôm nhau nhiều một chút nha. Rồi, xin cảm ơn các em. Đúng không em? Rồi, chúc mừng chúng ta sẽ gặp lại nha. 6 cô chưa có người yêu, em không biết nghĩ sao hay là chọn em. Ảnh quen hai cô bạn gái trước á, chia tay xong có chồng hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp vợ chồng tiếp theo. Và để gặp gỡ họ, mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên Trần Công Quang, 34 tuổi. Và em làm bên điện công nghiệp. Dạ, em tên là Kiều Thị Thanh Hương, năm nay 28 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học. Có tình của các bạn như thế nào? Anh này đến gắn điện ba pha cho nhà cô này. Dạ. Anh làm hợp đồng rồi gắn điện ba pha rồi gặp con gái này xong rồi cua luôn, đúng không? Dạ, không phải. Không phải. Dạ. Dạ, em thì hồi xưa học sư phạm chung với chị họ của ảnh. Lúc đó thì ảnh thì đang cô đơn, đi chia tay bạn gái cũng lâu rồi mà chưa có bạn lại, cho nên là chị thấy vậy mới định là mai. Thì trong nhóm tụi em thì có 10 cô bạn gái chị thân, thì có còn là 6 cô chưa có người yêu, thì không biết nghĩ sao hay là chọn em để cho số điện thoại cho ảnh. Mà em không có thích làm mai, tại vì em thấy hay tự ti lắm, không có được xinh đẹp, cho nên là sợ cảnh làm mai lắm. Mà chỉ cho số mất tiêu rồi nên thôi lỡ rồi, nói chuyện đại coi sao. Rồi nói chuyện đại sao? Dạ, ảnh nhắn tin nói nhưng chuyện. Tức là bạn này biết là đang có một cái người muốn mai mối mình cho bạn này đúng không? Dạ thì em cũng chủ động, bữa mà ra nhà chị họ xong rồi cái chị họ ngồi chơi, chị họ giới thiệu. Tức là đã gặp nhau em rồi. Em biết bạn này và em chủ động để. Dạ không, nghe cũng như ngồi nói chuyện trao đổi với chị họ nói là giới thiệu cho cô này. Nhưng mà dạ, ý chị hỏi là em lúc đó em đã thấy cổ rồi, nhìn thấy cổ rồi đúng không? Dạ chưa thấy, cũng lấy hình ra cho coi thôi. Nghĩa là làm mai qua hình ảnh đó. Làm mai hình ảnh. Dạ. Thì ở trong hình với ngoài đời lúc mà tụi em gặp nhau á là tụi em có cảm nhận là cũng giống như trong hình không? Dạ, thì em thấy thì cô này nhỏ nhắn mà trẻ nữa, sinh viên nữa. Thì chạy tung tăng y như nít. Thì cảm nhận đầu tiên. Mà gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ, gặp anh ở ngoài thì ảnh hơn mình 6 tuổi, mình nhìn cũng chững chạc quá. Trong khi mình thì còn trẻ con nhí nhố nên cũng chưa có ham hố bạn trai. Nhưng mà lúc đó thì ảnh cưa nhiệt tình lắm. Xa như vậy đó, đi làm lúc đó là gần Tết đó, tăng ca nhiều lắm, 8 giờ, 9 giờ mới về mà cũng chạy xuống với em. Rồi, bao lâu thì hai bạn mới chính thức là yêu nhau? Không biết,
chừng nào nữa. Tại vì cô bạn của em á, là chị của ảnh giới thiệu á, thì nói gì nè, anh này ảnh đàng hoàng lắm, quen được là ảnh cưới đó. Vậy đó, xong mình mà nếu như mà quen không được thì cũng đừng có lo, tại vì ảnh quen hai cô bạn gái trước á, chia tay xong có chồng hết rồi. Hết sợ rồi. Hết sợ rồi. Anh hên lắm đúng không? Ví dụ không hốt được ảnh thì sau này có chia tay thì mình cũng có vợ. Dạ đúng không? Người khác được. Cho nên em yên tâm phải không? Dạ. Rồi, tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ 4 năm. Bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi. Rồi, sau khi cưới về rồi có tật xấu gì lòi ra không? Dạ, có một cái mà chuyện mà đến cái đêm tân hôn mà em mới phát hiện ra. Ngày trước đó thì không có biết, mà ảnh làm em cũng hết hồn lắm nè. Cái hôm đó là đãi cũng trễ nên là hai vợ chồng mệt lắm. Em đang ngủ say tự nhiên nghe anh em ơi ra cổng chụp hình em ơi. Cái em đang mệt quá trời luôn. Em nói trời ơi, giờ còn phải dậy chụp hình nữa. Cái xong em mơ màng em nhìn qua nó, ủa tối thui gì còn ra cổng chụp hình cái gì. Cái xong nhìn qua thấy anh đang ngủ kiểu ra chụp hình em ơi. Cổng mới hả? Cổng mới sao vậy? Dạ. Ôi, nghe kể cũng hết hồn tưởng gì. Dạ. Này á, là cái thật mà có lợi cho em đó. Dạ cũng may là không có gọi cô nào, không có. Đó. Không có gì. Đó, có nghĩa là những cái người mà ngủ mới đó. Dạ. Ngủ mới đó thường là ban ngày đó, người ta có cái chuyện gì ban đêm ta hay mới lắm á. Dạ. À. Vậy có lần nào mới mà khai ra một cái gì đó bí hiểm không? Dạ không, đi ngủ cứ nói chuyện công việc không à. Với là nguyên cái tuần mà sau khi kết hôn xong, trời nguyên tuần nó cứ nói chuyện đám cưới. Cứ kêu đừng đạp váy tội lắm. Mà mớ nó ra ngoài à. Dạ. Tội nghiệp quá à. Có đứa nào mà mớ kêu tên ai không? Ví dụ như Lệ chưa. Vâng thôi. Dạ chưa, không có. Có hỏi rồi mà nói là chưa. Chưa chứ không phải là không đúng không? Nhưng mà biết đâu được là ảnh biết cái tật của ảnh, cho nên là ảnh sẽ có mật hiệu với những cô khác. Ví dụ như là dạ. Với cô đó, nhưng mà sẽ kêu cô đó em ơi, tôi quy định. Tôi quy định. Không, kêu là Quốc Thuận. Dạ. Để gì vậy, tại vì tôi thôi. Em phải nhận em là Quốc Thuận nha chưa. Đó. Còn không là kêu mấy cô kia em bây giờ tôi biết em tên ABCD Huệ Hường Lan rồi đó, nhưng mà tôi mặc định em tên này tên Hương nè. Dạ. Để như vậy tôi gọi tôi bị bà xã trùng tên với bà xã không nghe đúng không? Ông say... nghe không có chỉ đâu mà nghe. Dạ. Say quá nói vợ lại xô ra không phải vợ là được rồi. Dạ. Rồi. À, còn tật xấu gì nữa? Dạ, chồng thì cái lúc quen nhau thì ảnh rất là nóng tính, ảnh nóng dữ lắm. Đến nỗi mà má chồng phải nói trước á, về nhà chơi má chồng hay nói là anh nóng lắm, à, con là phải nguội mới được, con mà nóng luôn là hai đứa không ở được với nhau đâu. Cái lúc đó em cũng sợ, cái em mới hỏi nói chuyện với ảnh, em mới nói là anh nóng tính vậy, giờ lỡ mai mốt hai vợ chồng có chuyện gì cãi vã rồi sao. Cái anh mới nói là thì cãi thì thôi nhịn đi ra ngoài chứ sao. Thì bây giờ anh làm y vậy á, hai vợ chồng mà có cãi nhau giận nhau gì cái ảnh im vậy. Sáng sớm anh đi làm sớm, với trưa thường ngày gọi điện, bữa đó không gọi điện, tới chiều tới giờ về rồi cũng chưa về nữa, đi lang thang uống cà phê vậy mình vậy đó. Em thấy trễ quá em mới gọi điện, cái em mới nói là giờ anh buồn quá à. Cái em mới nói thôi buồn về nhà đi, trễ rồi. Cái anh về, đến khi về rồi hai vợ chồng cũng không nói với nhau tiếng nào, ôm cái rồi tự quề luôn. Rồi còn gì nữa không? Tật xấu gì nữa không cưng? Dạ. Nãy giờ nó đâu phải tật xấu đâu, toàn tật thấy toàn dễ thương không mà. Gây lộn với vợ bỏ đi không gây lộn, không có cãi lại. Thì bởi vậy em cũng thấy là em rất là may mắn khi mà lấy được ảnh. Bây giờ tới quen đó. Dạ. Vợ em đây, hồi đó để mình xác định lại, đây là tiết mục là kể xấu cho người bạn đời của mình nghe. Dạ là xấu thiệt. Dạ. Làm hồi đó mong muốn là được người vợ nấu ăn ngon. Trời ơi nấu ăn cực kỳ ngon luôn. Nghĩa đen, ý nghĩa bóng luôn. Nấu thơm thiệt là thơm. Xong cái hai đứa em chồng chuẩn bị dọn phụ lên ăn. Vừa ăn một chén xong cái đi nó thôi để em ra ngoài ăn. Xong rồi làm chồng ăn hết luôn. Ăn sao để cho vợ vui. Cái vị nó làm sao? Trời ơi nấu vậy nó lạ lắm. Lạ lắm. Cái cánh gà chiên nước mắm trời ơi. Ta nó nấu chua. Ăn nó chua ngon, cái này nó chua nó ngọt. Nó chua nó ngọt nên trời ơi hai cái nó dư là sao? À, chua ngọt. Vậy là dư đường mà dư tắc nữa. Dạ. Sao chua ngọt hả? Cánh gà dạ, chua ngọt. Dạ em hơi biến tấu chút không ạ. Dạ. Còn gì nữa không em? Rồi còn kho cá thì thôi sợ nhất mùi tanh. Có nghĩa là không khử được cái mùi tanh của cá. Dạ. Dạ không có. Cái món em kho cá hú thì ngon lắm. Má chồng mới thấy kho cá ngon quá. Kêu chiều hôm đó má đi chợ thấy cá sặc, má nói má thèm món này quá đem về cho con dâu làm.
Thôi sao cái món đó em cũng làm giống vậy mà nó không có ra cái mùi giống vậy, nó ra cái mùi kỳ quá. Nó tanh đúng không? Dạ nó tanh. Đúng rồi. À, cuối cùng ảnh ăn hết luôn. Cuối cùng em hốt quá đâu em. Trời ơi hốt hết chứ đâu. Con chồng quá là đáng yêu đó. Còn gì nữa không? Dạ thì còn cái bề bộn. Bề bộn. Trời ơi giáo viên tưởng đâu ngon lành lắm. Trời ơi. Chết. Trời ơi. 5 triệu giáo viên trên cả nước meo cái câu này. Ông đại nó riêng giáo viên Hương này ngon lành lắm. Trời, sao thôi, tại vì vợ nhiều việc, con nhỏ nữa. Thôi cho vợ cho qua. Cho qua cũng ráng chịu bề bộn luôn. Nhưng mà chắc chắn anh chồng em là người rất là cẩn thận và rất là tỉ mỉ đúng không? Dạ. Con trưởng trong nhà. Cho nên là cũng chững chạc lắm. Như là cũng hơi khó tính gia trưởng. Nhưng mà nói chung là rất là thông cảm cho em. Rồi bây giờ Quang mong muốn ở cô vợ thay đổi điều gì? Dạ thấy hai vợ chồng cũng vui nên chỉ cần vậy nhưng mà nấu ăn ngon hơn, hay hơn, gọn gàng hơn. Thì là quá dễ rồi. Rồi em. Còn Hương? Dạ lúc trước thì em sợ nhất là cái tính nóng của anh. Bây giờ thì anh khắc phục cũng tốt lắm. Nên là chỉ mong là ví dụ như mà có buồn á, có đi ra ngoài thì cũng đi nhanh nhanh thôi về, đừng có đi lâu quá. Dạ, em cũng lo. Tức là giờ bớt giận dai đi một chút. Dạ giận đâu có dai, có ngày. Ngày cũng là dai rồi đó. Bên này mong là phải bớt nữa. Dạ. Dạ. Thôi thực ra nãy tụi em mà dắt tay nhau lên đây là chị thấy cái sự viên mãn trong mặt của đúng dâu. Vậy chồng thì mặt nó cũng tươi. Làm ăn phát đạt lắm nè, hai chồng đúng không? Tươi thì tươi vậy đó. Và cái phần mà nói xấu về nhau đó không có gì xấu để nhưng nói ngược lên thôi chứ. Giống như là tiết mục như khoe tính của người bạn đời mình nha. Rồi thôi giờ với tụi em thì không có lời khuyên gì hết trơn, trời chỉ cứ thế em hạnh phúc thôi. Cứ thế mà nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này và vui vẻ viên mãn và tận hưởng cái cuộc sống nha. Xin cảm ơn các bạn. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau: một siêu phẩm Smart TV Skywalk 32 inch trị giá 4.690.000 đồng, model 32S 3A với nhiều tính năng vượt trội hữu ích như hệ điều hành Android thân thiện kết nối Internet Bluetooth, hỗ trợ thu sóng mặt đất tự động điều chỉnh độ sáng màn hình TV theo ánh sáng của môi trường bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng, giảm bức xạ, bảo vệ đôi mắt người dùng. Món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn của chuỗi siêu thị nội thất và trang trí www.uma.vn. Chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm, trị giá 2 triệu đồng. Phần quà tiếp theo nữa đó chính là bánh bông lan Hura Deli được làm từ sữa thật trứng tươi, một sản phẩm công ty cổ phần Vipica. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi kèm theo 100 vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn đau lưng lại. Đau lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nghe. Chồng bạn sợ con gì nhất? Trời ơi. Để coi Quang sợ con gì nhất. Em hèn. Cuốn chiếu. Cuốn chiếu. Yeah. Bên này mình sợ con gì nhất? Con vợ. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ thì vợ chồng của Quang sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 thùng quà này. Màu gì? Ưu tiên mấy mẹ luôn á. Dạ màu xanh. Màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Rồi định mệnh. Đính mệnh. Trời ơi màu hương suốt luôn vậy đó. Thuận và chị Vân mở trước. Cái gì trong đây? 1, 2. Thùng bánh. Bây giờ để xem hai phần quà trong hai thùng này đó chính là gì. 1, 2, 3. Mở ra. Như vậy là còn một phần quà, đó chính là bánh bông lan Hura Deli của công ty cổ phần BBK sẽ thuộc về khán giả may mắn nào khi mà xem chương trình Vợ chồng son tuần này. Tuy nhiên chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi đó như sau: người chồng ở cặp đôi thứ nhất làm nghề gì? A. Nhân viên xe buýt.
B. Nhân viên quảng cáo. C. Nhân viên nấu ăn. Và câu thứ hai đó là có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi nói lời tạm biệt. Nhưng chắc chắn chúng ta phải gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chào. Anh đã biết được những cái việc như thế rồi ấy, sắp xếp thời gian để lên để giải quyết một lần cho xong. Không nghĩ đến việc chia tay mà em nghĩ đến kỷ niệm của bọn em từ trước đến giờ. Em gọi điện cho người ấy, anh ơi, mình là chồng sắp cưới của bạn này này, nhưng mà lúc mình đâu chưa có cái gì. Anh đang làm như vậy là phá hoại hạnh phúc của tôi đấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.